Rồi xin chào anh em đến với kênh anh thợ độ Suzuki nha. Thì hôm nay anh thợ độ Suzuki bán phụ tùng Yamaha. Thì đây là một cái thằng cũng rất là khó nhằn anh em. Đó là thằng Jupiter FI ha. Thì ở đây mình có hai bộ vàng áo Jupiter FI, một bộ màu đen bóng, một bộ màu đỏ đen. Chúng ta sẽ cùng đi coi về cái chất lượng phụ tùng của Yamaha và báo giá cho anh em là hôm nay là cái vàng áo hôm nay nó sẽ là bao nhiêu tiền nha. Và thêm cái nữa là chúng ta sẽ đi tem gì cho những cái bộ vàng áo này đây, và chất lượng tem này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi nhau khám phá nha. Ok, lại đây em ơi. Thì ở đây chúng ta có hai bộ vàng áo của thằng Jupiter FI nha. Thằng này cũng rất là khó kiếm anh em. Nói chung anh em đặt của mình thằng này cũng khá nhiều. Thì một bộ vàng áo của nó là full đầy đủ bóng nhám, nhiều bóng và nhiều nhám luôn, đầy đủ nha anh em, là chỉ có 2,6 triệu thôi. 2,6 triệu nha, chưa tem nha. Đặc biệt cái tem của thằng Jupiter FI này zin chính hãng nó khá là mắc, nên mình có một cái giải pháp khác cho anh em, để tại vì bộ tem nó hơn 1 triệu lận. Bây giờ mình sẽ có một cái giải pháp khác cho anh em để mà mình có thể tiết kiệm được cái chi phí khi mà mình đi vàng áo nha. Thì đây là một bộ vàng áo của nó gồm có nhiều ứng món gì đây. Full bộ nhựa nhám nè. Này là bộ đen bóng nha. Full bộ nhựa nhám nha, rồi full bộ nhựa bóng. Nhiều chi tiết lắm. Mình thích á, mình thích cái cách đóng gói của thằng Yamaha hơn thằng Suzuki. Nó có một cái lớp nhựa này nữa nè. Một cái lớp màng xốp trong này nè, không bao giờ nó bị chày. Còn tụi Suzuki sơn thì đẹp đó mà đóng gói chán lắm anh em ơi. Đóng gói chán lắm. Tụi Suzuki á. Còn bên Yamaha thì người ta đóng gói rất là đẹp, không bao giờ chày, rất là ít khi chày. Nhiều anh em ha. Này là nó full luôn cái nhựa bóng nhám đầy đủ hết đó. Rất là nhiều chi tiết. Cái cớp yên này là mua riêng nha. Cớp yên sẽ không có trong bộ vàng áo nha. Nhựa nhám là đầy đủ hết. Một bộ vàng áo của nó đâu như là gần hơn 20 chi tiết đó. Hơn 20 chi tiết là một bộ vàng áo của Jupiter FI. Hơn nhiều lắm. Để chúng ta đếm coi nó sẽ là được bao nhiêu chi tiết nha. Rồi về phần nhựa nhám nè. 1 2 3 4 5 6 7, một cái bờ cổ ha. 8, một cái yếm môn khóa nè. 8 9 10, một cái dè biển số 11. Rồi cái phần nhựa nhám của nó tổng cộng là 11 chi tiết nha anh em. Rồi tới phần nhựa màu. Nhựa màu thì nó sẽ có miếng xốp, còn nhựa bóng y nhựa nhám thì nó sẽ không có miếng xốp. 1 2, ốp đầu nè. 3 4 5 6 7 8 9, mười hai chi tiết. Thì tổng cộng vàng nhựa bóng của nó là 12 chi tiết, và vàng nhựa nhám của nó là 11 chi tiết, tổng là 23 chi tiết, là giá là 2,6 triệu thôi nha. Vàng áo của thằng Yamaha giá cũng khá là dễ chịu. Bây giờ ở đây chúng ta có một bộ vàng áo màu đỏ đen, bên này là đỏ đen nè, bên này là màu đen bóng nè. Thì chúng ta sẽ cùng đi dán tem, em dán tem xong rồi sẽ review cho mọi người coi cái phương án nào mà mình tiết kiệm cái tiền tem tí xíu nha. Rồi để mình tí xíu nha. Rồi thì đây là hai bộ tem của thằng Jupiter GCFI nha anh em nha. Thì đây là mình nói về cái bộ màu đen bóng chứ đi. Đó thì cái bộ tem này anh em nó sẽ rẻ hơn bộ tem hãng nhiều, nên là mình in decal mà mình in đặt một cái cơ sở in trên Sài Gòn, nó họ in rất là chất lượng, tem rất là tốt. Đây nè. Mẫu rất là đẹp nha, mẫu này là mẫu zin. Nè, chung với lại là cái mặt nạ trước. Đó thì cái này nó sẽ tiết kiệm cho anh em hơn được rất là nhiều. Bộ tem này khoảng chừng 400-500 ngàn thôi, luôn công dán nha anh em. Công dán là hết 100-150 ngàn gì rồi, mình gửi thợ dán á. 100-150 ngàn gì đấy. Thì luôn công dán là 400-500 ngàn thôi. Rẻ hơn bộ tem zin. Tem zin bây giờ mình nhớ bộ tem zin của Jupiter FI là nó khoảng chừng 1 triệu, 1,2 triệu gì đó. Thêm dán thêm khoảng chừng 150 ngàn nữa là 1,350 triệu. Thì này mình tiết kiệm được hơn phân nữa. Cũng rất là đẹp anh em. Thì đâm hết bộ vàng áo này mà luôn tem này ra luôn á là khoảng 3 triệu, 3,1 triệu đó. Tùy mẫu tem anh em chọn nha. Rất là đẹp nè. Anh em thấy không?
chất lượng cái nước sơn của con Yamaha cũng rất là tốt, đặc biệt là mình thích cái cách đóng gói của nó. Còn về nhựa thì mình cảm giác nó hơi mỏng, nó hơi yếu, yếu hơn của Yamaha, yếu hơn của Suzuki. Suzuki làm nhựa dày hơn, nhựa này mỏng lắm. À, rồi thì đây ha, coi lại, này là bộ áo của thằng Jupiter FI màu đen nè. Cái này thì phần nào chi tiết nào mà mình dán tem á thì mình lấy ra cho anh em coi thôi, còn lại thì nguyên thùng trong này đầy đủ hết, mình không có lấy ra, tại vì lấy ra bỏ này lại cực lắm anh em. Với lại để cho khách hàng có cái cảm giác khui siêu á, tại vì nó có miếng này nè, tháo ra là nó gắt hết trơn à. Như này là ốp đầu ha, thì full của nó đủ hết là 23 chi tiết, mình chỉ cho anh em coi cái phần dán tem thôi ha. Rồi tiếp tục đến là cái màu đỏ, bộ màu đỏ đen này cũng rất là đẹp. Thật sự mà nói phải là để phục các anh mà thiết kế bên Yamaha, tại vì mấy anh thiết kế Yamaha nắm trào lưu rất là tốt, mẫu tem rất là đẹp. Thì cái này là đỏ đen ARC rất là đẹp nè, đỏ đen GC. Tem này thì chắc chắn không bằng tem zin rồi nha, tại vì giá nó có bằng 1/3 thôi, không có bằng tem zin rồi, nhưng mà chất lượng cũng khoảng, mình đánh giá cũng khoảng là 8 điểm so với tem zin, 80%. Anh em có thể cân nhắc mà mình chơi. Nói chung thì tem này chắc chắn là không bay màu rồi, với lại tem này nó mỏng, nó không giống như tem anh em mình ở tiệm đề can thông thường, nó dày lắm, nó dày, nó keo nó không dính nữa, còn keo này thì rất là tốt. À, đẹp ha. Rồi giờ xuống cùng coi mẫu lại hai con này nè, màu đỏ đen nè, đỏ đen tem GC nè, khuôn đen bóng tem GC nè. À, đúng rồi. Rồi anh em có nhu cầu mua vàng áo và phụ tùng của Jupiter, Yamaha hoặc là những dòng xe Suzuki thì liên hệ ngay kênh anh Thợ Độ Suzuki ở số 0945 675 425 nha. Mình ở số 14K ở vùng 19 thành phố Vĩnh Long. Cảm ơn anh em rất là nhiều.